bán mãi sản phẩm đầu phễu thì chết à? Phải có sản phẩm chủ lực. Thì trong shop của chúng ta, mỗi một shop ấy tối thiểu phải xây được một con sản phẩm chủ lực. Và cái con sản phẩm chủ lực đấy thì chúng ta nó phải đẩy được nó lên trên top. Top Mark, học viện thương mại điện tử thực chiến số 1 tại Việt Nam. Trong phần chiến lược sản phẩm này thì có hai cái chiến lược quan trọng nhé. Dù các bạn đã có sản phẩm chưa rồi hoặc là chưa có sản phẩm thì các bạn cần phải chú ý, rất chú ý đến phần này. Trong phần chiến lược sản phẩm ấy thì phần đầu tiên đó là phần hệ sinh thái sản phẩm. Tại sao chúng ta lại cần phải có một cái hệ sinh thái sản phẩm? Cái hệ sinh thái sản phẩm nó chỉ đơn giản là giúp chúng ta gì ạ? Tối ưu giá trị trung bình trên một đơn hàng, đúng không ạ? Đáng lẽ khách hàng họ vào họ mua một sản phẩm, nhưng mà làm thế nào để khách hàng khi mà vào trong gian hàng chúng ta họ mua 2, mua 3, mua 5 sản phẩm? Thì đấy là cái giá trị của việc chúng ta có một cái hệ sinh thái sản phẩm để chúng ta tối ưu được giá trị trung bình trên một đơn hàng. Các bạn nhớ cái công thức tính doanh thu không ạ? Một là traffic nhân với diện tỷ lệ chuyển đổi nhân với giá trị trung bình trên một đơn hàng và nhân với số lần quay trở lại. Thì đây là cái phần mà giúp chúng ta tăng được cái giá trị trung bình trên một đơn hàng. Và khi mà các bạn đi bán hàng ở trên Shopee ấy, nó giống như câu chuyện là chúng ta đi câu cá thôi. Và ở trên sàn Shopee, Tiki, Lazada hay là các bạn khởi nghiệp ở trên TikTok, đúng không ạ? Nó đều là các nền tảng thương mại điện tử. Thì việc đầu tiên chúng ta đi câu cá là chúng ta cần phải có kiến thức câu, đúng không ạ? Chúng ta cần phải xác định cái hồ mà chúng ta muốn câu, và chúng ta cần phải thiết kế được cái mồi để câu được con cá đấy, đúng không ạ? Hàng trăm ông cũng đang đi bán quần áo, hàng trăm ông cũng đang đi bán sơn, hàng trăm ông cũng đang đi bán gì ạ? Bán về các cái sản phẩm về răng, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải có một cái mồi câu gì đó để thu hút được cá đến cái khu vực đó, đến cái khu vực đó, đúng không ạ? Phải có một cái mồi câu gì đó để chúng ta có được những cái lượt traffic để vào trong cái gian hàng của chúng ta trong những cái giai đoạn đầu tiên. Cái đầu tiên là chúng ta cần phải làm, đó là chúng ta cần phải có một cái phễu sản phẩm. Trong tất cả những cái luồng traffic, cái cách làm của mình ấy, thì mình thường làm theo dạng là funnel. Đó là mô hình phễu, mô hình kinh doanh theo phễu, đúng không ạ? Kể cả mình bán sản phẩm về khóa học, mình bán các cái sản phẩm về gì ạ? Sản phẩm về vật lý hay là bán các sản phẩm về dịch vụ thì mình đều chạy theo mô hình phễu này hết. Kể cả cái khóa học traffic của mình, đúng không ạ? Super traffic cũng chạy theo hệ thống phễu, đúng không ạ? Từ độ phủ này xong rồi xuống từ khách hàng họ biết, không họ thích, họ tin, họ mua, đúng không ạ? Nó phải chạy theo một cái hệ thống phễu như vậy. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì ví dụ nhá, cái mô hình đào tạo của mình các bạn có thấy là đang chạy theo mô hình hình phễu, đúng không ạ? Có đúng không ạ? À, các bạn vào trong một cái chương trình mình chia sẻ những cái kiến thức hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Ở trên các cái buổi live stream ấy, đúng không ạ? Mình chia sẻ những cái kiến thức miễn phí đấy. Đây thì đây là một trong những cái gì ạ? Là dạng mồi câu để thu hút khách hàng đến đã. Đấy, mồi câu nó không có gì là xấu hay là ấy cả, đúng không ạ? À, cái khóa học đấy mình, các bạn có học được nhiều ở trong cái chương trình đấy không ạ? À, cũng học được rất là nhiều những cái thứ hay ho ở trong cái chương trình phễu đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn học chuyên sâu hơn thì chúng ta sẽ đi vào những cái lớp offline như này, đúng không ạ? Thì đây là một cái mô hình gì ạ? Mô hình phễu. Thì khi mà các bạn bán hàng gì ạ? Bán hàng cũng vậy. Đấy, hồi xưa khi mà mình bán về phụ kiện điện thoại, đúng không ạ? Thì mình có một cái sản phẩm đầu phễu lúc đó là sản phẩm gì ạ? Sản phẩm cái cáp sạc điện thoại. Cái cáp sạc điện thoại. Tại sao mình lại lựa chọn cái sản phẩm đấy là sản phẩm đầu phễu ạ? Tại vì ai mà mua phụ kiện điện thoại ấy thì cũng gì ạ? Mua cái cáp này, mua cái củ này, mua cái ốp này, mua cái kính cường lực này. Đúng không ạ? Thì đấy là những cái sản phẩm mà cái nhu cầu thị trường nó cực kỳ lớn. Và khi đó thì mình đặt OEM một cái xưởng ở bên Trung Quốc, họ làm cái cáp sạc đấy giá là 12.000. Giá là 12.000 trên một cái cáp sạc đấy. Và mình gì ạ? Cái cáp sạc đấy, thứ nhất là nó cáp 1m2, dây dù, có cổng Type-C và cổng USB, cổng iPhone là cổng gì nhỉ? Lightning, đúng không ạ? Lightning, đúng không ạ? Thì mình có một cái loại cáp như vậy và mình nhập 12.000. Thì bình thường mình bán ở trên Shopee mà là mình bán 79.000 cơ. Mình bán 79.000. Tại vì OEM thì bao giờ giá nó sẽ tốt hơn, nhưng mình phải nhập rất là nhiều. Thì mình nhập khoảng tầm 10.000 cái cáp đấy về. Và mình bán với giá là gì ạ? Mà mình quyết định là hy sinh cái con sản phẩm đấy. Mặc dù nó cũng đang bán tương đối tốt, nó không phải là khó bán, nhưng mà cái giá đấy là bán tương đối tốt. Bình thường mình bán được khoảng tầm 3 đến 50 đơn với cái sản phẩm đấy ở trên sàn. Đấy, và mình quyết định mình hy sinh cái con đấy, không, coi như là con đấy bỏ đi. Bỏ đi để biến nó thành một cái sản phẩm phễu. Thì mình bán với cái giá đó là 9.000. Nhập 12.000 bán 9.000. Coi như bán cái đấy lỗ 3.000. Lỗ 3.000 để làm gì ạ? Để mình tạo ra thành một cái mồi câu để thu hút khách hàng ở trên các cái nền tảng thương mại điện tử. Họ biết từ cái shop của mình
Và mình ra một cái chính sách đó là gì ạ? Lỗi đổi mới trong vòng 1 năm. Tạo ra một cái USP ấy. Tạo ra một cái USP. À mày 19.000 đấy nhá. Tốt nhá. Dây dù cáp chắc tao lỗi tao đổi cho mày trong vòng 1 năm. Mày có làm bị đứt. Đấy. Đấy, mày lấy ra mày băm ra mày cắt ra mày mang đi tao vẫn đổi mới. Có nghĩa là mình làm ra một cái chiến dịch nó rất là điên. Thì điên mới gây được sự chú ý mà. Tất nhiên là cũng sẽ có những cái người mà họ đổi nhưng mà rất là ít. Các bạn sẽ hay có một cái tư duy đó là gì ạ? Một khi mà mình làm cái chương trình là đổi mới trong vòng 1 năm, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ mất cái chi phí bảo hành, một là chi phí bảo hành. Chi phí bảo hành này. Hai là nếu mà có những cái ông ấy, ông gì ạ? Ông ấy cố tình ông rằng ông ấy đứt. Đúng không ạ? Ông ấy cắt ra, ông ấy chơi đều của mình chẳng hạn. Đúng không ạ? Thì đây là chi phí gọi là chơi xấu. Đúng không ạ? Ví dụ thì đây chúng ta sẽ bị mất đi một số những khoản chi phí này. Khi mà chúng ta kinh doanh thì chúng ta sẽ tính chúng ta sẽ mất đi một khoản chi phí này. Đây là cái điều mà chúng ta mất. Nhưng mà mình lại không coi đây là một cái khoản chi phí. Mình luôn luôn coi đây là một khoản đầu tư. Đầu tư vì sao ạ? Vì nếu mà mình tạo ra một cái USP cực kỳ là điên như thế này này, thì mình sẽ thu hút được. Lúc đấy mình thu hút được x khoảng tầm 50 lần. Nhưng người ta quan tâm đến cái sản phẩm của mình ấy, cái tốc độ người ta quan tâm họ rất là wow, mà ai ở trên sàn họ cũng biết đến cái sản phẩm này của mình. Thì cái doanh số của lúc đấy của mình nó tăng trưởng cực kỳ đột phá. Và mình tính là nếu mà mình không làm cái điều này này thì mình sẽ bị mất. Đây mới là cái mà mình mất này. Mọi người hiểu ý của mình không ạ? Chứ đây không phải là cái mình mất, đây là cái khoản đầu tư thôi. Còn nếu mà mình không làm cái này thì mình sẽ bị mất đi một cái lượt traffic cực kỳ lớn thu hút như này. Thì đây là cái tư duy ngược lại một chút. Đó là cái chi phí cơ hội nếu mà không làm, thằng khác nó làm thì mình thấy rằng ok, cũng chẳng sao. Làm này có thể lỗ đấy, lỗ khoảng tầm vài nghìn đấy. Đôi khi mà bán được 1.000 cái thì ít nhất nó sẽ có khoảng tầm 5-10 thằng nó đi đổi lại, nó cắt ra nó đổi lại. Thôi chẳng sao cả. Cắt đi đổi lại mất mấy nghìn, mất 50, 70. Cứ cho là một tháng có 100 bán được khoảng tầm 10.000 cái đi. Mình cứ cho là một tháng có khoảng tầm 200 ông. Cho nhiều đi chẳng hạn, bán được 10.000 cái, cứ cho là 200 đến 300 ông đi. Đúng không ạ? 300 ông ấy đổi cắt ra xong rồi trả bắt mình đổi lại. Thì cứ cho là mình nhập là 12.000 thì 300 nhân 12 là bao nhiêu ạ? 3.6 triệu. Mất đi khoảng tầm 3.6 triệu. Tiền gọi là tiền diện marketing. Coi đấy là tiền marketing đi. Đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình làm cái này này thì cái này nó tăng trưởng cực kỳ kinh khủng, đúng không ạ? Thì coi đây là một khoản chi phí marketing. Đúng không ạ? Mình chỉ đơn giản là mình coi cái này là cái chi phí mà đổi trả tạo ra một cái USP là chi phí marketing thôi. Có thể là nhiều hơn 10 triệu cũng được, vẫn ngon. Đấy, nhưng mà mình lại có một cái lời cam kết với khách hàng rất là mạnh mẽ. Mày cắt ra tạo đổi cho mày. Mày bảo hành mới đứt trong 1 năm tạo đổi cho mày. Đúng không ạ? Thì tự nhiên là mình thêm cái yếu tố đó vào trong cái lời bán hàng của mình ấy, thì mình bán được nhiều hơn gấp 50 lần so với bình thường. Bình thường nói bình thường như thế thì họ không tin đâu. 9.000 họ bảo ui mẹ mày đều. Mày đều cái gì? Ôi 9.000 ta bảo hành cho mày 1 năm. Lỗi đổi mới trong vòng 1 năm. Đứt gãy hay là đổi mới, đứt đầu hay là đổi mới hết. Thế tự nhiên là họ tin, họ mua kinh khủng luôn. Xong họ mua xong họ dùng, họ quay lại họ mua tiếp. Thì đấy chính là tạo ra một cái USP và tạo ra một cái sản phẩm đầu phễu để thu hút khách hàng, gây sự cái sự chú ý. Thì các bạn nhớ này, cái sản phẩm đầu phễu ấy, cái mục tiêu của nó không phải là gì ạ? Không phải là lợi nhuận. Mục tiêu đó là gì ạ? Thu hút khách hàng đến với cái shop của chúng ta thôi. Họ mua một cái sản phẩm đầu phễu, khi mà họ mua một cái sản phẩm này 9.000 đúng không ạ? Hoặc là 10.000 chẳng hạn. Đúng không ạ? Thì họ mua một cái đơn hàng dưới 50.000 ấy, thì họ sẽ phải gì ạ? Phải mất cái tiền vận chuyển. Đúng không ạ? Ở trên Shopee hay là ở trên các sàn khác cũng có mà, đúng không ạ? Cái chính sách free ship extra ấy, đúng không ạ? Nếu mà mua một đơn hàng trên 50.000 thì họ sẽ được hỗ trợ phí ship là 15.000. Đúng không ạ? Họ mua một cái sản phẩm này 9.000 thì họ chưa được free ship, thì họ phải đi tìm thêm một cái sản phẩm khác ở trong shop của mình. Họ mua kèm với cái sản phẩm này. Đúng không ạ?
họ mua kèm cái sản phẩm này thì cái sản phẩm mà mình bán gì ạ, bán kèm này đấy, thì là những cái sản phẩm mà mình bù lại cái lợi nhuận của cái này. Khi mà họ mua một cái sản phẩm, họ mua một cái sạc của mình, cái cáp mình lỗ mất 3.000, nhưng mà mình bán được một cái tai nghe hoặc là bán một cái cục pin sạc dự phòng, mình lãi gì ạ, lãi khoảng tầm 50.000 trên một cái đồ đấy. Thì tổng của mình vẫn là dương là 47.000. Tai nghe, tai nghe. Thì các bạn nhớ là khi mà kinh doanh ở trên sàn thương mại điện tử ấy, thì cái lợi nhuận nó không đến từ một sản phẩm, mà nó đến từ một đơn hàng nhé. Nó đến từ một đơn hàng chứ không đến từ một sản phẩm. Có nhiều bạn thì lại lo rằng bây giờ vào họ mua toàn sản phẩm phễu thì có sao không? Cũng chẳng sao cả. Mình có thể cài đặt cái mức giới hạn mua mà. Các bạn cài đặt ở trên chương trình của tôi ấy, mỗi một ông vào chỉ được mua 2 sản phẩm này thôi, hoặc là mua 1 sản phẩm này thôi. Đấy, tại vì hồi xưa mình cũng có mấy ông, khi mà mình cài, ông vào ông mua 200 cái, ông mua 300 cái để ông về ông bán buôn. Đấy, ông mua ngược lại để ông về ông bán buôn. Tuy nhiên mình cài được giới hạn số lượng mua mà. Đấy thì cũng không lo những cái vấn đề đấy. Và tất nhiên là có những cái người vào mà họ chỉ mua một sản phẩm này thôi, thì một số bạn bảo là tư duy nếu mà ông ấy vào mua mỗi sản phẩm đầu phễu thì chúng ta không có lãi, thì cũng chẳng sao, rất là ít người làm như vậy, đúng không ạ? Đấy, cũng không sao cả. Đấy, chúng ta sẽ có cái nọ nó bù cái kia thôi, chứ không có một cái phương án nào là hoàn hảo 100% cả. Thì cái sản phẩm đầu phễu nó chỉ có tác dụng là thu hút khách hàng đến với cái shop của chúng ta thôi, đúng không ạ? Ngoài ra thì còn một cái sản phẩm nữa, đó là sản phẩm chủ lực. Sản phẩm chủ lực thì là những cái sản phẩm mà diện giúp chúng ta xây dựng thương hiệu, giúp chúng ta gì ạ? Giúp chúng ta xây dựng thương hiệu này, giúp chúng ta có doanh thu, chúng ta có lợi nhuận. Thì nó sẽ phải có những cái sản phẩm chủ lực nhá. Chứ bán mãi sản phẩm đầu phễu thì chết ạ. Phải có sản phẩm chủ lực. Thì trong shop của chúng ta, mỗi một shop ấy tối thiểu phải xây được một con sản phẩm chủ lực. Và cái con sản phẩm chủ lực ấy thì chúng ta nó phải đẩy được nó lên trên top về sale ấy. Phải có được một sản phẩm chủ lực, không cần có nhiều. Kinh doanh nước hoa thì phải có một sản phẩm top, không cần phải tất cả, nhưng mà một sản phẩm phải lên trên top. Phải xây được một con sản phẩm chủ lực để chúng ta kiếm được tiền từ nó, thì nó mới nuôi được các cái sản phẩm khác ở trong shop. Thì đây là một cái dạng phễu mở rộng này, phễu mở rộng này thì nó sẽ bao gồm các cái sản phẩm, đó là ví dụ là sản phẩm điểm đến này, sản phẩm kéo traffic này, sản phẩm chủ lực này, sản phẩm tạo lợi nhuận, sản phẩm mùa vụ và sản phẩm sở hữu độc quyền. Hai là cái sản phẩm gọi là sản phẩm kéo traffic này nhé. Kéo traffic này thì cũng là một dạng giống như sản phẩm điểm đến, là traffic builder, đúng không ạ? Là sản phẩm kéo traffic, đúng không ạ? Là những cái nhóm sản phẩm được khách hàng mua nhiều nhất ở trong cái shop đấy. Ví dụ hồi xưa của mình là có những cái sản phẩm chuyên để kéo traffic. Một đó là diện cáp sạc, hai là kính cường lực diện vỡ liên tục, ba là cái diện cái củ sạc. Thì đấy là những cái sản phẩm để chuyên kéo traffic đấy, hút traffic về bán không có lãi mà kéo khách hàng về, đúng không ạ? Sản phẩm chủ lực lúc đó của mình đó là những cái tai nghe đấy. Có hai cái con tai nghe, không nhớ cái mã, mình không nhớ chi tiết, nhưng mà có khoảng hai cái mã tai nghe cộng với một cái mã, đó là cái mã cục pin sạc dự phòng. Đó là những cái sản phẩm chủ lực của mình. Mình gắn mua kèm bill sốc với cái sản phẩm đó. Ông cứ mua cái cáp thì tôi gắn cho ông cái kéo traffic đến cho con sản phẩm chủ lực này, để mua được cái sản phẩm chủ lực này với giá rẻ hơn, ưu tiên hơn. Đấy, thì để đẩy doanh số nó lên, đúng không ạ? Thì sẽ có những cái sản phẩm chủ lực là những cái sản phẩm tạo ra doanh số chủ lực cho gian hàng chúng ta. Những cái sản phẩm tạo ra lợi nhuận. Đấy, tạo ra lợi nhuận. Có thể bán không được nhiều, nhưng mà là những cái sản phẩm mà giúp chúng ta tạo ra lợi nhuận, như các sản phẩm bán kèm. Hồi xưa mình bán Rubik ấy, thì mình có tạo ra một số những cái sản phẩm lợi nhuận. Tạo ra lợi nhuận, ví dụ như là mình đặt riêng một cái loại dầu, cái dầu để xoay Rubik ấy. Các bạn biết là xoay con Rubik này nó hay bị kẹt. Đấy, thì mình bán một cái loại dầu để bóp vào trong đấy, để cho nó trơn hơn. Đấy, thì bán cái chai dầu đấy làm ra chỉ có khoảng tầm diện 8.000 đồng thôi, nhưng mà mình bán diện 79.000 đồng, đúng không? Thì những cái sản phẩm đấy thì họ không để ý. Thì đây là những cái sản phẩm mà gọi là bán kèm để tạo ra cho mình nhiều lợi nhuận hơn. Có những cái sản phẩm mùa vụ, đặc biệt là anh em nào mà làm ví dụ sắp đến Noel rồi, đúng không? Thì trong việc bán thời trang trẻ em, trong shop có một cái bộ quần áo Noel, thì khách hàng họ khi mà họ những cái sản phẩm mùa vụ ấy, đặc biệt là họ không quan tâm đến giá đâu, họ chỉ cần là phải kịp cái thời vụ đấy là họ có một cái bộ quần áo Noel, một bộ quần áo về Halloween,
đúng không ạ? À, một bộ tân thời cho con chơi Tết chẳng hạn. Khi mà họ mua những cái sản phẩm họ chỉ mua một lần một bộ thôi thì họ sẽ không quen đến quá nhiều về giá đâu. Thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm mùa vụ này. Thì đây là những cái sản, đây là một trong những cái phễu gọi là phễu mở rộng để các bạn tối ưu nhé, tối ưu cái gì ạ? Tối ưu doanh thu cho shop của mình. Học viện thương mại điện tử top mắt, dạy thực tâm, học thực chiến.